Dạ. Arahat dạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đà sa dạ chạ nạ dạ thạ. Rama cha lo ca thi ba ti saham ba ti ca tân cha li ân thi qua răng a qua cha tha sang ti tha sang ta ba ra dấp ca già ti ca dễ xế tu thăm măng a nu câm bi măng ba chăng sắc thầm ma bê rim quy nan cha ca ca dân sục tinh cha băng thầm à bi thầm mai cầm măng à cô ta dân tô cha tu sắc cha đăng đăng ba phố ba nê vô ba ri sa gia mách chê phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn hoảng, Phật nhậm lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đặng trí tri vẹn toàn dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạ đây sau đây chúng con xin cung thỉnh bàn tay sư quy niệm ở đăng đàn thuyết giáp cho chúng con bài học hôm nay dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật con thành kính cảm ơn đạo tràng con xin xuống mít dạ thành kính đảnh lễ để đức thanh tâm cùng chư tôn đức tăng xin thân chào quý cô tu nữ và chư thiện nam tín nữ trong lớp học nguyên như kỳ viên thưa quý vị trước hết quý vị cho sư biết ở bên đó tất cả quý vị có nghe được âm thanh rõ hay không rồi sư cảm ơn. Thưa quý vị, vừa rồi có cô Nguyên Trang, cô Nguyên Như có điện thoại và có đưa ra một cái lời yêu cầu xem rằng có phù hợp hay không. Tức là ý của các vị một vài vị Phật tử có ý muốn là sư sẽ đọc luôn phần chánh văn của bài học mỗi ngày sau đó sư giảng luôn bởi vì các vị ấy nghĩ rằng với cái sự đọc bài học từ chánh văn của sư do sư đã có nhìn vào cái tài liệu và với sự tập trung cũng như chuẩn bị cho cái bài giảng
cho nên nó sẽ có cái sự chuyên sâu hơn và dễ dàng cho những người Phật tử, người ta ở đây chúng ta nghe và cảm nhận. Trong khi các vị thì đôi lúc có những cái công việc, vì vậy cái việc đọc nó cũng hơi lụp chụp, nhiều khi không có được sự chuẩn bị một cách cẩn thận. Chính vì thế mà đó là cái lời yêu cầu. Theo sư thì cũng được thôi, bởi vì không phải là sư thối thác, sợ việc nhiều, mà ngay từ đầu sư đã có cái ý là để cho các vị có khả năng, cũng như mình đọc bài á, một cái phần cũng nó cũng có cái sự tập trung và xem bài trước khi học. Nhưng mà nếu như có sự thay đổi như vậy thì cũng được, không sao cả. Quý vị chỉ việc ngồi mà hưởng thụ thôi. Sư sẽ làm hết, sư sẽ làm hết, không sao. Rồi bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp của bài học tuần vừa rồi. Bây giờ trước hết chúng ta làm lễ Tam Bảo trước đã. Sau đó sư sẽ giảng cái phần bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta học về Samadhi. Một cái câu hỏi tiếp theo của Đức Vua hỏi về cái pháp gọi là Samadhi, tức là định, định hay mình còn gọi là Tam Muội. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân Đức Tăng Bạch là những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Ở đây lúc bấy giờ Đức Vua ra sau khi đã hỏi về phần sát tý, tức là thiện pháp đối với niệm, và đã được ngài Nagasena trả lời, thì Đức Vua hỏi tiếp như thế này: Phan thế Nagasena khin lakhano sama thì chỉ, tức là thưa ngài Nagasena, định gì là tướng trạng? Tâu đại vương, định có sự dẫn đầu là tướng trạng. Tất cả các thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu. Định quy về, có định là nơi hướng đến, có định là nơi tiến tới. Kính bạch ngài, xin ngài hãy cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như tất cả các cây đà của ngôi nhà mái nhọn, có chóp nhọn là nơi đi đến, có chóp nhọn là nơi quy về, có chóp nhọn là nơi hội tụ. Chóp nhọn được gọi là đỉnh của chúng, tâu đại vương. Tương tự, y như vậy, tất cả các thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, có định là nơi hướng đến, có định là nơi tiến tới. Kính bạch ngài, xin ngài hãy cho thêm ví dụ nữa. Tâu đại giống như vua lao vào cuộc chiến đấu cùng với đạo quân gồm có 4 binh chủng, và toàn thể đạo quân gồm có các con voi, các con ngựa, các cỗ xe và bộ binh. Có Đức Vua là vị dẫn đầu, có Đức Vua là nơi quy về, có Đức Vua là nơi hướng đến, có Đức Vua là nơi tiến tới. Chúng di chuyển xung quanh Đức Vua,
Tâu Đại Vương tương tự cũng y như vậy. Tất cả các thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi, có định hướng đến, có định là nơi tiến tới. Tâu Đại Vương, định có sự dẫn đầu là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, hãy tu tập về định. Vậy đã định nhận biết như thật. Thưa ngài Nagasena, ngài thật là khéo léo. Thưa quý vị, đó là nội dung của chánh văn hôm nay chúng ta học. Chỉ một chi pháp thôi. Và trong phần này, đầu tiên việc mà chúng ta cần tìm hiểu từ cái nguồn gốc, sư sẽ trình bày cho quý vị từ cái nguồn gốc xuất xứ của Samadhi, nó từ cái điểm nào. Tổng cộng nó có 52 thuộc tính của tâm sở, tức là 52 cái thuộc tính thuộc về những thành phần phụ thuộc của tâm. Nó giúp cho tâm làm một cái công việc nào đó, và mỗi pháp nó có một cái tướng trạng riêng. Thì trong số 52 thuộc tính của tâm sở này, nó có một cái thuộc tính được gọi là Ekaggata. Chúng ta chịu khó học kỹ một chút thì thật ra nó không có miễn phí đâu. Quý vị sẽ biết được cái nguồn gốc cụ thể hơn, và sau này nếu như mà mình học những cái pháp khác, kể cả trong tu tập, mình cũng sẽ nhận hơn. Ekaggata, Ekaggata có nghĩa là nhất hành. Nó có hai cách dịch, thứ nhất là nhất điểm và thứ hai là nhất hành. Đây là một cái thuộc tính của tâm sở, thưa quý vị. Ở trong từ Ekaggata này á, chúng ta thấy từ này gồm có 3: Eka cộng cho Agga và Ta. Thì ở đây mình để ý có chữ Eka. Eka có nghĩa là một á. Thì cái nghĩa là một, hay ở đây mình cũng gọi là nhất. Hay là cao tột cũng được. Chính vì vậy mà Ekaggata được dịch là nhất điểm, là nhất điểm. Một khi pháp này, một khi Ekaggata này đã được tu tập thuần thục, phát triển mạnh mẽ, lúc bây giờ nó sẽ trở thành Samadhi, hay mình còn gọi là định. Đó, cái nguồn gốc của Samadhi này nó xuất khởi từ thuộc tính tâm sở Ekaggata, chính xác là vậy. Thưa quý vị, sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện để mình hiểu về cái thuộc tính này hơn. Hồi xưa, cái thời xưa đi học á, thì mới đầu sư có ba người bạn rất là thân, với sư nữa là bốn, với sư nữa là bốn, tức là bốn bốn anh chàng coi như là chơi với nhau rất là thân. Và đến một một lúc nào đó thì
trong một cái mối liên kết tình cờ, thì lúc bây giờ sư trong cái nhóm bạn của sư á, mới quen được một cái nhóm cũng có bốn cô, à cũng có bốn cô, cũng có bốn cô gái. Khi mà lần đầu mà ở tuổi thanh niên, học sinh mình đi chơi với nhau á, thì lúc nào á, cũng đi chung một nhóm như vậy, đi chung một nhóm như vậy gồm có 8 người, bốn anh chàng và bốn cô nữ sinh. Trong một lần đi ra cái khu vực ngoại ô thành để mà dã ngoại, thì lúc đó một trong số mới đầu thì quen chưa có thân, mới đầu quen chưa có thân. Thế rồi cái việc mà mình sắp xếp tổ chức để mà làm thế nào mà di chuyển á, thì theo cái cách thức là đi bốn chiếc xe, xe máy, xe Honda, mỗi chiếc là 2 người. Thì thông thường lúc ở trong khu vực thành phố thì lúc đó đi theo cái kiểu là cứ 2 chiếc là 2 người, 2 người nam, 2 người nam đi chung với nhau, 2 anh thanh niên đi với nhau, 2 anh sinh viên, 2 anh học sinh đi với nhau, và bên kia cũng 2 chiếc, mỗi chiếc là 2 cô cầm tay lái để mà chở nhau. Thế rồi đến cái giao điểm của ngoại ô, lúc bây giờ một trong số cái người bạn của sư đó mới nháy mắt, mới nháy mắt ra ý là bây giờ làm cách nào để mà sắp xếp làm sao mà chuyển đổi để mà cho lấy một cái lý do là đi ra cái khu vực xa lộ, do nó rất là nguy hiểm cho nên gặp đường xa nữa. Vì vậy mà người nữ cầm tay lái chạy xe nó không có được an toàn nữa, nó mệt. Cho nên bây giờ thôi, bây giờ thay vì mình đi như vậy thì thôi, bốn anh chàng sẽ cầm tay lái và chở bốn cô nữ sinh, bốn cô nữ sinh. Thế rồi bốn chiếc xe, bốn anh chở bốn cô nữ sinh cùng hướng về cái hướng ngoại ô của thành phố để mà đi chơi. Thì thưa quý vị, trong số ở đoạn đường khi mà đi đến một cái điểm mà đã cần đến rồi, thì lúc bấy giờ có một cái bốn anh chàng này mới 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 trong số đó có ý là muốn tách ra, muốn tách biệt ra và sẽ gặp lại vào một cái khoảng khắc lát nữa dùng cơm trưa, thì sẽ hẹn ở một cái điểm nào đó. Và rồi sự việc nó diễn tiến như vậy. Thưa quý vị, điều đó như thế nào? Thì đối với cái thuộc tính của tâm sở Ekaggata này á, thưa quý vị, nó cũng tương tự như vậy. Nó có cái cách thức là nó có cái trạng thái là yên lặng, không có dao động nhất điểm, và công việc của nó là liên kết các pháp, liên kết các pháp. Cũng ví như là khi chúng ta đi chung trong một cái nhóm, một cái nhóm, thì lúc bấy giờ tất cả những thành viên trong nhóm nó đều hướng đến một cái nơi đến nào đó. Nhưng mà trong cái quá trình thì có sự tách biệt ra, bởi vì muốn cho cái phạm vi của nó có cái không gian để mà nó tự do. Thì lúc đó, lúc bây giờ
cái sự tách biệt đó chỉ gom lại một cách vỏn vẹn, gồm theo những cặp riêng lẻ. Thì trường hợp này thưa quý vị, nó cũng ví như là khi mà chúng ta cái tâm sở Ekaggata này nó làm công việc coi như là liên kết các pháp, liên kết các pháp, và lúc nó phát triển mạnh mẽ thì nó trở thành nhất điểm, nhất điểm, à, nhất điểm. Trong cuộc đời mà chúng ta trải qua cái việc học và tập từ lúc phổ thông cho đến hoàn tất cái công việc cũng vậy nữa thưa quý vị. Lúc đầu mình học rất nhiều môn học, mình học học rất nhiều môn học, nhưng mà sau đó càng lên cao thưa quý vị sẽ có cái sự phân hóa theo cái chuyên môn, chỉ chú trọng đến một cái lĩnh vực nào đó thôi, một cái lĩnh vực nào đó thôi, và tùy theo cái phân ngành mà những cái môn học của mình đó thưa quý vị nó sẽ giới hạn bớt, chẳng hạn như khối A là chỉ có một vài môn nào đó thôi, khối B cũng vậy, C cũng vậy, nó không có nhiều như là lúc mình học ở phổ thông trung học nữa. Và đến một thời điểm nào đó chúng ta chỉ còn có duy nhất một cái sở trường riêng biệt về ngành nghề của mình mà thôi. Điều đó như thế nào thì tâm sở Ekaggata này cũng vậy thưa quý vị. Thuộc tính của nó là nhất điểm, nhất điểm, tập trung các pháp đồng sanh, và khi được phát triển một cách mạnh mẽ lúc bây giờ nó sẽ trở thành Samadhi, tức là định, tức là định. Rồi thêm một ví dụ nữa, trong công việc ăn thưa quý vị, chúng ta sư từng hay nói với những người cư sĩ Phật tử, nếu như mà mình muốn cho cái việc kinh doanh của mình nó được vững ổn định tốt nhất, mình nên có cái khả năng mà chính bản thân mình nó không có bị lệ thuộc, nó không có phải dính dáng liên kết nhiều với những cái pháp khác. Bởi vì việc kinh doanh mua bán thưa quý vị, nếu như mà mình cái khả năng về tài chính, thực lực của công việc của mình không có tự lập được, mình bị lệ thuộc về đầu ra đầu vào, bị lệ thuộc về cái đồng vốn, bởi có cái sự di chuyển từ người này qua người khác, thì lúc đó nó dễ dàng nó bị ảnh hưởng, nó không có vững chắc. Chỉ khi nào mà cái khả năng về kinh tế của mình có thể tự lực được, mình không có cần phải bị ràng buộc lệ thuộc về sự xoay chuyển của đồng vốn, lúc bấy giờ nó mới được vững chắc, nó có sự tập trung chính bản thân mình, chứ không có bị sao lãng. Bởi vì những cái pháp khác đó thưa quý vị, khi mà nó không có được kết dính trong một cái tập thể, chúng ta thấy nó vốn không có hướng đến một cái sự nhất điểm về một công việc. Thậm chí trong một cái cuộc họp cũng vậy nữa mà quý vị. Chúng ta có rất nhiều người, nhưng mà mình hay gặp phải những cái trường hợp 9 người 10 ý, không có sự đồng nhất, không có sự nhất điểm. Vì vậy mà có một thân một mình á thì có thể nói là nó chuyên chú hơn, mình muốn sao cũng được. Nó có sự nhất điểm, nó có sự nhất điểm. Càng nhiều những pháp nó rời rạc, nó rời rạc thì cái nguy cơ không có được tập trung, không có được liên kết nó càng cao. Đây là cái ý nghĩa ví dụ để cho chúng ta hiểu được như thế nào là thuộc tính của tâm sở Ekaggata.
Ê, tất cả cái ta đó là nhất điểm thưa quý vị, nhất hành. Và khi nó sanh khởi ở trong tâm, nó sẽ có cái cái phận sự là làm cho cảnh, giúp cho cảnh được yên lặng và liên kết các pháp đồng sanh cùng hướng đến cảnh, cùng hướng đến cảnh. Khi được phát triển một cách mạnh mẽ lúc bấy giờ, do năng lực đó, nó được gọi là samadhi. Ngài Chánh Minh, ngài đưa ra một cái hình ảnh ví dụ ở trong phần tâm sở rất là dễ hiểu thưa quý vị. Chúng ta có rất nhiều những đồng tiền để trên mặt bàn, chúng ta có rất nhiều đồng tiền để trên mặt bàn. Nó có bốn cái hình ảnh sau đây. Trường hợp thứ nhất, mà khi các đồng tiền để một cách rời rạc, khi các đồng tiền để một cách rời rạc. Cái hình ảnh thứ hai là khi chúng ta để các đồng tiền sát lại với nhau, dính lại với nhau. Và trường hợp ba là chúng ta lấy tất cả những cái đồng tiền xếp chồng vào nhau thành bốn chồng để sát lại với nhau. Và trường hợp cuối cùng đó là hình ảnh khi mà chúng ta chỉ để các đồng tiền sắp chồng lên nhau chỉ một cái mà thôi, chứ không còn là bốn nữa. Bốn hình ảnh này mình cũng có thể hiểu như thế này. Hình đầu tiên đó là cái sự không có nhất hạnh. Hình ảnh thứ hai là khi các đồng tiền được xếp sát lại với nhau, đây là cái hình ảnh tượng trưng cho Ekaggata, tức là nhất hạnh, sự kết dính, sự kết dính. Và thứ ba là hình ảnh các đồng tiền được xếp lại thành bốn chồng để sát vào nhau, thì điều này cũng ví như là cận định. Cận định lúc bây giờ năng lực của Ekaggata nó đã phát triển rồi, nó đã gom tụ lại được, có sức mạnh hơn rồi. Và trường hợp cuối cùng được gọi là samadhi, an chỉ định. An chỉ định tức là các đồng tiền chỉ còn lại là một một chồng mà thôi, duy nhất. Rồi, đây là cái ý nghĩa của Ekaggata. Và samadhi nó có nguồn gốc từ cái tâm sở nhất hành này. Đó là chuyện thứ nhất. Vấn đề thứ hai, chúng ta nên biết bốn ý nghĩa của tâm sở nhất hành. Bốn ý nghĩa của tâm sở nhất hành. Thứ nhất là trạng thái. Trạng thái. Trạng thái của Ekaggata có nghĩa là không loạn động đối với cảnh. Avikhepa lakkhana. Avikhepa lakkhana. Hoặc là không dao động đối với cảnh. Avisara lakkhana. Đây là trạng thái của tâm sở nhất hành. Thứ hai là phận sự. Phận sự tức là việc đó thưa quý vị. Phận sự của tâm sở nhất hành là tập hợp các danh pháp đồng sanh. Tập hợp các danh pháp đồng sanh kết dính lại. Và thứ ba là sự thành tựu. Sự thành tựu. Sự thành tựu của nhất hành đó là hiện bày sự yên lặng, hiện bày sự vắng lặng. Và cuối cùng là nhân gần, hay còn gọi là nhân cần thiết, đó là xúc khác padatthana, tức là yên vui. Yên vui. Cho nên đối với trường hợp mà chúng ta được học ở trong cái phần chánh văn mà Đức vua Milinda hỏi ở đây thưa quý vị, mình phải hiểu rõ là ngài Nagasena, ngài đang trả lời về lĩnh vực đỉnh cao nhất của Ekaggata, tức là Ekaggata trong lĩnh vực tu tập phát triển trở thành định. Bởi vì trên thực tế thuộc tính tâm sở nhất hành này thưa quý vị, nó vẫn có mặt được ở trong những cái tâm sở bất thiện. Trong tâm tham thưa quý vị nó cũng có Ekaggata. Trong tâm sân nó cũng có Ekaggata. Nhưng mà cái thuộc tính của Ekaggata trong trường hợp này lúc bây giờ nó liên kết các pháp ở trong tâm tham để làm công việc biết cảnh, hướng đến cảnh, nó thuộc về bất thiện. Còn trong lĩnh vực của thiện pháp thì Ekaggata này
Nếu như chúng ta phát triển tu tập thì nó có một cái năng lực, nó có một cái năng lực rất là mạnh. Trong trường hợp tu tập nghiệp xứ hay còn gọi là trí tịnh, thì lúc bấy giờ Ekaggata này nó sẽ trở thành chi thiền thưa quý vị. Sở dĩ được gọi là chana tức là chi thiền là do nó có những pháp này nó có khả năng áp đảo được các pháp đối nghịch, áp đảo được các pháp đối nghịch, chẳng hạn như samadhi có thể áp áp chế được tham dục. Bởi vì trong những trường hợp mà mình làm thiện thông thường á, nó cũng có thuộc tính của tâm sở nhất thành, nhưng mà tại sao chưa được gọi, trong trường hợp đó chưa được gọi là chi thiền? Bởi vì cái sức mạnh của nhất hành trong những tâm thiện đó nó chưa có đủ sức mạnh để nó áp chế được tham dục thưa quý vị. Chỉ khi nào nó có khả năng, nó có đủ mãnh lực để áp chế được tham dục, lúc bấy giờ được gọi là chi chi thiền. Và trong phần chánh văn này á, ngài Nagasena ngài trả lời trực tiếp vào cái thiện pháp samadhi, chứ không có đề cập đến Ekaggata thông thường sơ khởi như là hồi nãy sư trình bày cho quý vị. Tuy nhiên sở dĩ sư vẫn nói cho quý vị biết, bởi vì sư nghĩ rằng nó không có thừa đâu. Vì mình biết một pháp nào đó mình phải biết rõ về cái chi pháp của nó là cái gì và cái nguồn gốc tại sao trong trường hợp đó nó lại như vậy, nguyên nhân và tại sao. Rồi. Thưa quý vị, định trong việc tu tập nó có ba loại. Nó có ba loại. Thứ nhất là nhất thời, tạm thời. Và thứ hai là cận định và thứ ba là an chỉ định. Thứ ba là an chỉ định. Thì trong ba trường hợp này chúng ta thấy rằng nó đều có sức mạnh của nó. Cho nên rất nhiều những cái người Phật tử hành giả tu tập do chưa có hiểu rõ về những lĩnh vực này, cho nên đôi lúc chúng ta hay có cái sự phân vân lưỡng lự hoặc là tranh luận với nhau. Trên thực tế, trong lúc những lúc mà chúng ta tu tập, dù là đối tượng ở sáu căn, dù là đối tượng ở sáu căn, lúc đó nó vẫn có cái thuộc tính của nhất thời định thưa quý vị. Nó vẫn có thuộc tính của nhất thời định. Cận định là gì? Cận định là khi cái tình trạng tâm của mình nó đã áp sát, nó đã áp sát rất gần đối với an chỉ định, thì trong trường hợp đó được gọi là cận định. Và định an chỉ có thể nói rằng đây là đỉnh cao, đây là đỉnh cao của Ekaggata, đã phát huy sức mạnh một cách tối đa. Lúc bấy giờ tâm và cảnh có thể nói rằng nhất điểm không có rời rạc, không có, nó có thể giống như hòa chung thành một thứ, không có sự rời rạc. Nó cũng ví như là trong cái mối quan hệ của mình đó, thưa quý vị. Thông thường mình đi ra ngoài thì có rất nhiều bạn bè, nhưng mà khi một cái tập thể đó mà đi làm một cái chuyện gì đó thì đôi khi nó không có được ổn định cho lắm, bởi vì các pháp mà càng nhiều mà mỗi người mỗi ý. Nhưng mà khi mà mình gom lại, nhỏ lại, nhỏ lại, càng ít người thì nó sẽ càng ổn hơn, và tốt nhất là nên có một mình. Ba trường hợp này nó cũng giống như là tạm thời, cận và an chỉ. Một mình á thì mình muốn làm sao cũng được, bởi vì tất cả những gì mình làm nó không có tùy thuộc,
nó không có những pháp coi như là chống trái với nhau, tất cả đều có cái sự tập trung. Mình muốn đi thì mình đi, muốn đứng thì mình đứng. Cho nên cái đời sống của cái đời sống của một người độc thân á, thưa quý vị, có thể được ví giống như là an chỉ định vậy đó. Nó không có cái sự lộn xộn xáo trộn. Còn khi mà mình có cái người thứ hai, có người thứ hai là nó sẽ có vấn đề từ cái người thứ hai. Đôi khi có những chuyện á, thưa quý vị, mình đâu có đồng nhất với nhau đâu. Hoặc là khi làm một việc gì đó thì nó cũng không có sự đồng bộ, nó chống trái với nhau. Bây giờ nói trở lại tiếp tục về ba loại, đó là nhất thời, cận định và an chỉ. Như chúng ta đã được biết, trong việc tu tập phát triển nội tâm hay còn gọi là tâm lực, nó có hai loại, nó có hai cách thức. Thứ nhất là samadhi và thứ hai là vipassana, phát triển về định lực, và thứ hai là phát triển về tuệ quán. Tuệ quán thì trong hai trường hợp này, thưa quý vị, thực ra đối với thiền chỉ tịnh, cái việc tập trung phát triển về định lực chủ yếu, tuy nhiên nó cũng có trí ở trong đó chứ không phải là không, nhưng mà về lĩnh vực trí lúc bây giờ nó chưa có hiển lộ sức mạnh nhiều. Còn đối với lĩnh vực tu tập tuệ quán thì có thể nói rằng trí, sở hữu trí, nó phát huy sức mạnh của nó trội hơn. Và điều này không có nghĩa là không có định ở trong đó, không có nghĩa là không có định ở trong đó. Chúng ta thường hay phân vân lưỡng lự về hai cái cách tu. Có những người á, người ta chuyên chú về việc chủ yếu tập trung trên một đối tượng, một đối tượng, như vậy nó sẽ chuyên nhất hơn, và khi tâm vắng lặng sẽ thấy các pháp một cách rõ ràng hơn. Điều này cũng không sai, thưa quý vị. Có những trường hợp các vị tu tập theo cái cách thức là để cho mọi thứ đến và đi một cách tự nhiên, chúng ta không có cái sự chuyên nhất vào một đối tượng đặc biệt nào hết. Cái gì đến ở nơi thấy thì chúng ta biết ở nơi đó, cái gì gì đến ở nơi nghe, ngửi, nếm, đụng hoặc suy nghĩ thì lúc bây giờ chúng ta nhận biết ở nơi đó. Đây cũng là một trường hợp tu tập, trường hợp tu tập. Tuy nhiên, thưa quý vị, ở trong hai trường hợp này có thể nói rằng là đôi lúc chúng ta cũng phân vân, không biết rằng mình làm theo cái cách thức nào mới là ok. Thực ra điều này theo như suy nghĩ, chúng ta phải thử hết cả hai trường hợp, bởi vì nguyên nhân tại sao lại như vậy. Hồi đó sư có nghe được một cái lời dạy của thầy Tây Chaniya, thầy nói như sau. Thầy nói rằng tốt nhất là chúng ta nên thử hết tất cả các đối tượng, đừng bao giờ chỉ ôm vào một đối tượng chết cứng vào đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó có trường hợp như thế này nữa nè quý vị. Có một lần á, có một vị sư do đã quen với cái đề mục hơi thở rồi, thở ra thở vào rồi, thì lúc bấy giờ vị ấy chủ yếu chỉ có ôm vào đó, không có chú trọng và để ý ở những cái đối tượng khác ngoài ra, ở các căn còn lại. Thì có một lần nọ, thầy thiền sư có hỏi vị đó một cái câu như thế này, có hỏi vị đó một câu như thế này: nếu như trường hợp mà chúng ta đang bị cấp cứu, trường hợp chúng ta đang bị cấp cứu, có thể nói rằng hơi thở của mình nó phải thông qua chụp cái khí oxy vô, hoặc là miệng của mình đó, thưa quý vị, lúc bây giờ mũi và miệng của mình không có khả năng coi như là tự thở được nữa, tất cả đều là phải dựa vào oxy bên ngoài để mà
mà truyền vào. Vậy thì trong trường hợp đó, trong trường hợp đó, nếu mà mình tu tập á, mà mình không có hướng tâm về những cái đối tượng khác, thì lúc bây giờ mình sẽ làm sao đây? Mình sẽ làm sao đây? À, mình sẽ làm như thế nào đây? Và hơn nữa, có những lúc chúng ta không có lựa chọn được cái mà theo mình muốn đâu, thưa quý vị. Ngoại trừ những hợp những người người ta đã đắc được những pháp định an chỉ, à, hoặc là những pháp siêu thế, thì chuyện đó chúng ta bỏ qua một bên. Nhưng mà trong trường hợp mình đang là những người mới bắt đầu bước đi trên con đường đó, thì lúc đó mình phải uyển chuyển, biết cách. Có những lúc với thưa quý vị, những cái cơn đau thọ khổ nó luôn níu kéo tâm mình, mà nếu như mà mình cứ ôm chết vào trong đề một hơi thở, thưa quý vị, sư thiết nghĩ rằng chúng ta không có học về cái cách thức niệm thọ, thì lúc đó nó cũng kẹt cho mình lắm, lúc đó nó cũng kẹt cho mình lắm. Đôi lúc đó, mình muốn tâm mình nó quay về hơi thở nhưng mà nó không có được. Bởi vì tại sao? Bởi vì giữa giữa tâm và cảnh nó luôn có cái sự liên kết với nhau. Đối với trường hợp của tâm phàm phu đó, thưa quý vị, phần lớn do chưa làm chủ được tâm mình, cho nên những cái đối tượng đó, thưa quý vị, nó mạnh quá, à, nó hấp dẫn tâm, lôi kéo tâm, hướng cái sự chú ý của nó về. Lúc đó mình có muốn hướng đi chỗ khác nó cũng không hướng đi được. Không tin bây giờ quý vị cứ ngồi thiền chút đi, như mấy cô mà đã, hoặc là các vị đã thiền giỏi rồi thì sư không nói, sư không nói. Như trường hợp mình mới tu tập đi, mình ngồi tí xíu, mới đầu á nó chưa có vấn đề xảy ra, thì chúng ta còn có thể tập trung vào hơi thở, ok. Nhưng mà đến lúc nào đó chân mình đau quá, chân mình đau quá, lúc bây giờ quý vị có muốn an trú tâm vào hơi thở quý vị, sư nói thật với quý vị, không được, không được. Lúc đó mình cái mà mình phải đối mặt, à, cảnh đó nó lớn quá, cảm thọ khổ lớn quá, lúc bây giờ nó cứ kéo cái sự tập trung của mình về hai cái chân của mình không, à, mình có muốn cho nó đi ra chỗ khác nó cũng không được. Nếu như mà chúng ta không thiện xảo, không hiểu được, thì trong những trường hợp này, thưa quý vị, có thể chúng ta sẽ dẫn đến, à, những cái sản sinh tiêu cực, à, ở trong tâm ra, tức là sự sân hận có thể xảy ra, sự sân hận có thể xảy ra. Cho nên chính vì thế mà lý do tại sao, à, trong thời gian trước sư có học, à, sư có nghe được các lý do mà ngài thiền sư ngài ngài dạy, mình phải thử hết. Nếu như mà thân mình ok, thân yên lặng, không có bị trở ngại, à, cảnh xung quanh của mình nó lắng động, không có gì nổi trội, thì mình cứ thế mà ở cái đối tượng mà mình ưa thích. Nhưng mà trong những trường hợp đó mà chúng ta không có được như vậy, chúng ta không có được cái sự lựa chọn, thì mình phải có cái khả năng bén nhạy khác, cái linh hoạt khác của tâm. À, đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nó cũng rất là quan trọng đây nè. Thầy nói rằng, à, định có nguồn gốc từ tâm sở nhất hành, và chúng ta đừng có quên rằng đây là một cái thuộc tính của tâm, đây là một thuộc tính của tâm, mà thuộc tính của tâm sở nhất hành đó, nó có trạng thái là làm cho các pháp đồng sanh được yên lặng, không có dao động, à, yên lặng không có dao động. Cho nên khi mà mình không có ở một đối tượng nào đó chuyên nhất, mà tâm của mình vẫn yên lặng để mà ngắm nhìn cả sáu đối tượng, thấy nghe ngửi nếm đụng và suy nghĩ một cách liên tục, không có sự sức mẻ gì ở đó, thì lúc bấy giờ nó vẫn có cái sự hiện bày của samadhi, nhưng mà nó không phải là an chỉ. Bởi vì an chỉ phải đạt được cái yêu cầu là tâm và cảnh là nhất điểm, à, nhưng mà cái này cảnh đó, nó có cái sự không có nhất điểm liên tục trong một cái khoảng thời gian, nó có sự thay đổi, tuy nhiên nó vẫn hiện bày được cái trạng thái của nó, thưa quý vị, sự yên lặng không có dao động, sự yên lặng không có dao động.
À, cho nên Ngài nói rằng chúng ta hãy nên nhớ đây là một cái thuộc tính của tâm. Vì vậy mà điều mà mình cần phải quan tâm á, muốn làm cho nó phát triển là mình phải tìm hiểu và để ý nhiều về cái cách vận hành của samadhi ở nơi tâm của mình là quan trọng, là chủ yếu. Bởi vì tại sao? Bởi vì cảnh nó không phải là danh pháp. Cảnh nó không phải là cảnh, nó chỉ là đối tượng thôi để mà tâm hay biết. Tuy nói rằng hai pháp này nó có một cái sự liên kết với nhau rất là rõ ràng, rất là mật thiết, nhưng cái mà mình cần phải phải để ý nhiều hơn đó là những cái thuộc tính của pháp ở nơi sự vận hành của tâm là chủ yếu. Chính vì vậy từ đây chúng ta mới hiểu được rằng cái ý mà tại sao một số những người người ta hiểu lầm, người ta cho rằng là chỗ này dạy là quán thọ, chỗ kia dạy là quán tâm, vân 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 và vân vân. Kỳ thực mà nói bốn đối tượng thân pháp, thưa quý vị, là lúc đó chúng ta đang đề cập đến đối tượng, phải nói là như vậy, chúng ta đang đề cập đến đối tượng. Và cái mà mình muốn phát triển là mình phải để ý nhiều về cái cách vận hành của ở nơi tâm, xem coi cái thuộc tính này á, khi mà nó xảy ra cùng với cảnh thì cái thuộc tính này nó hiện bày như thế nào, nó hiện bày như thế nào. Và quả thực chính vì thế mà nó mới có ba cái tình trạng, nó có ba tình trạng. Thứ nhất là định tạm thời, thứ hai là gần đắc định, gần đắc định mình gọi là cận định, và thứ ba là an chỉ định. An chỉ định là lúc đó, thưa quý vị, năng lực của định và cảnh nó giống như là nó là một thứ, nó chỉ có chuyên nhất là một, nó không có cái sự coi như là tách lìa rời rạc, và lúc này được gọi là đỉnh cao. Vì thế ở trong phần chánh văn hôm nay chúng ta hiểu lý do tại sao mà Ngài Nagasena ngài trả lời là định có sự dẫn đầu là tướng trạng, có sự dẫn đầu là tướng trạng. Tất cả các thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, có định là nơi hướng đến. Có định là nơi hướng đến. Hồi xưa sư có được nghe một cái phần mà Thượng Tọa Chứng Minh ngài giảng về chi thiền. Trong phần này cũng có điều rất là lý thú, thưa quý vị. Chúng ta ở đây chắc mình biết rằng là để được gọi là chi thiền, lúc đó là những pháp như tầm tứ, hỷ, lạc định, nó đã hiện bày cái sức mạnh của nó ở trong tâm, và có mỗi pháp nó có khả năng áp chế được cái nghịch pháp của nó. Thưa quý vị, bốn pháp đầu tiên là tầm, tứ, hỷ và lạc. Bốn pháp này á, nó hiện khởi trong lúc chúng ta tu tập khởi điểm, để mà dọn dẹp những cái pháp chướng ngại, tập trung để cho tâm có được cái khả năng không có chao động, hay còn gọi là giúp cho cái tâm sở Ekaggata nó hiển lộ sức mạnh trở thành samadhi. Vì vậy mình để ý, chúng ta để ý rằng định á, xếp cuối cùng. Lúc đầu thưa quý vị, mình chưa có hiển lộ nhiều sức mạnh của định đâu. Mình phải có liên tục cái sự hướng tâm, bám sát đối tượng, phải có sự hân hoan trong cái việc quan sát đối tượng. Từ đó nó có được cái trạng thái nhẹ nhàng, khinh an, hay tôi còn gọi là lạc, thì tất cả những pháp này hiện bày trước lúc bây giờ nó sẽ giúp cho samadhi nó càng vững mạnh, vững mạnh. Cho nên
ở trong năm cái chi thiền đó, lúc bấy giờ định à, được các pháp đó nó hỗ trợ, cũng giống như là cái nóc nhà được các pháp, được các cây xiên đỡ trên đỉnh cao, và lúc bấy giờ nó có khả năng à, áp chế được tham dục. Thưa quý vị, đối với người mà đắc được định an chỉ á, thì cái trở ngại, thật ra cái trở ngại sợ nhất đó chính là tham dục. Chúng ta hồi đó sư có từng thắc mắc à, đối với các pháp thiền cái nó có tổng cộng là hoài nghi à, phẫn nộ hoặc là trạo hối à, à tham dục à. Nhưng mà bốn pháp kia phải chăng đối với một vị hành giả đã đắc định rồi, bốn pháp kia nó sanh khởi lên nó có khả năng làm hoại thiền hay không? Thì thưa quý vị, để mà làm hoại thiền chỉ có tham dục thôi, chỉ có tham dục thôi. Bởi vì nó có những trường hợp á, những vị đạo sĩ á, khi mà đắc thiền á, với tâm sân vị ấy vẫn có thể dùng thần thông được à, với tác ý của sự phẫn nộ, vị ấy vẫn có thể hướng tâm à, tiêu hủy cả một cái thành phố. Nhưng mà bằng như đã khởi lên tham dục, dù chỉ là đối tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì lập tức à, bị định lực bị phá vỡ. Lúc đó được xem như là hoại thiền, thưa quý vị. Cho nên các vị tu tập á, các vị tu tập à, khi mà đạt được cái sự vắng lặng của định an chỉ á, các vị rất ít khi mà có cái sự vui thích trong cái việc để tâm đến cái việc giao du với thế giới bên ngoài, chỉ vì à, giữ được cái thiện chứng, chỉ vì giữ được cái thiện chứng của chính mình. À, đây là cái điều mà chúng ta thấy cũng thú vị chứ, cũng thú vị chứ. À, cho nên đối với trường hợp của một cái người tu tập á, khi mà mình hiểu được những cái thuộc tính của tâm đó, thưa quý vị, nó rất là có lợi, rất là có lợi. À, vì rằng mình muốn thiết lập một cái điều gì, và muốn thậm chí mình muốn phát triển cái pháp đó lên, thì ít nhiều mình phải hiểu rõ về pháp đó, hiểu rõ cả hai trường hợp học pháp à, và thứ hai là hiểu rõ về cái trạng thái thực hành. Quý vị biết rằng à, ở trong à, cái trường hợp của một người mà tu tập à, đắc định á, mà bị hoại thiền á, nó có hai nguyên nhân. Nó có hai nguyên nhân, thưa quý vị. Nguyên nhân thứ nhất á, là do hoại thiền, do bị tham dục làm tiêu hoại à, thì trường hợp này là cái trường hợp coi như là quan trọng rồi. Có một cái trường hợp thứ hai nữa, tức là có những vị hành giả tu tập đắc được định an chỉ nhưng mà không bị tham dục chi phối làm hư thiện, nhưng mà do bởi vì đó quên mất cách thức đi vào trong thiền và không thường xuyên luyện tập à, không thường xuyên luyện tập con đường để mà dẫn dắt đạt đến cái trạng thái đó. Trong Thanh Tịnh Đạo có đưa ra một cái hình ảnh cũng giống như một người đã đến được một nơi, nhưng mà vì đó không có khéo léo, vì đó không có khéo léo ghi nhớ lại những cái con đường mà mình đã đi qua để đến nơi đó. Cho nên khi mà quay trở về à, đến lần thứ hai muốn đến lại nơi đó, vì đó không biết đường đi đến nữa, không biết đường đi đến nữa. Đây là một trường thừa hợp thứ hai được gọi là hoại thiền, được họ gọi là hoại thiền. Vì vậy mà những người tu tập đó, thưa quý vị, người ta muốn hiểu rõ về, muốn muốn đến và đi cái nơi đó hơn á, thì người ta phải rèn luyện rất là thường xuyên để mà giữ. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi à, mình đi đến một cái nơi nào do có công việc lần đầu tiên
Nếu như mà mình muốn nghĩ đến cái việc sẽ trở lại nơi đó thì cái việc tốt nhất là mình nên làm những chuyện gì đó để mà ghi nhớ cái con đường và cách thức làm sao để đến đó. Và do cái sự tới lui một cách thường xuyên thì thưa quý vị, một ngày nào về cái đoạn đường đi đến đó. Chúng ta biết rằng ở trên đoạn đường đó có bao nhiêu quán cơm, quán bán thịt nướng chẳng hạn, hoặc là quán chè, quán cháo, quán cà phê, vân vân và vân vân. Thậm chí có những người, có những người làm, nhất là những người làm cái nghề xe khách đó thưa quý vị, người ta rất rành, người ta biết được là công an hay đứng ở chỗ nào luôn. Và thậm chí cái đoạn đường nào là cái đoạn đường coi như là hay có ổ gà, dằn, nguy hiểm. Nói chung những cái thông tin chi tiết về đoạn đường để đến cái nơi mà họ đến, họ biết rất rõ. Tương tự như vậy, ngài ngài Tây Chanh Gia ngài cũng từng có dạy là đối với một người á mà muốn khéo phát triển về cái năng lực samadhi thì vị đó phải để ý về cái thuộc tính này khi mà nó làm việc trong lúc tâm nó biết cảnh. Trong lúc tâm nó biết cảnh. Trong trường hợp mình hướng tâm đến sự hay biết ở nơi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì lúc bấy giờ nó có hiện bày cái sự yên lặng không dao động ở nội tâm hay không, nó có trạng thái như thế nào, cảm giác như thế nào. Và lúc ngược lại lúc mà nội tâm của mình á nó mất đi cái sự yên lặng, nó lao chao, nó suy nghĩ đủ thứ thì lúc bấy giờ trong tình trạng của thiếu vắng của năng lực của định, của sự vắng lặng đó thì tâm của mình ra sao? Tâm của mình ra sao? Nếu để ý được những cái cách thức này, mình sẽ loại bỏ được những cái trở ngại trong việc phát triển cái thuộc tính samadhi, và đồng thời biết cách phát triển được pháp này một cách rất là mạnh mẽ, cách rất là mạnh mẽ. Đối với những người mà tu tập pháp quán, tuy trong những cái trường hợp thưa quý vị, chúng ta không có ngồi an trú vào trong một đối tượng, nhưng mà hình như chúng ta nhìn thấy các vị ấy nội tâm nó giống như nó có một cái sự yên lặng, dù vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, nhưng mà những cái lập trình tâm thức của vị ấy nó rất là ổn định, nó rất là ổn định, nó vắng lại cái sự hiện bày của định thưa quý vị, dù chỉ là nhất hành hoặc là cận định thôi, dù chỉ là nhất hành hoặc là cận định thôi, nhưng mà trong việc tu tập thiền quán nó vẫn có mặt chứ không phải là không, chứ không phải là không. Đến khi mà chúng ta muốn an trú vào một cái đối tượng chuyên nhất thì điều này đòi hỏi cảnh nó không phải là nhiều cảnh nữa, mà phải là nhất cảnh nhất tâm, nhất cảnh nhất tâm. Lúc này chúng ta gọi là an chỉ định, lúc này chúng ta gọi là an chỉ định. Và trường hợp các vị thánh ngay trong cái đời sống bình thường, cái đời sống bình nhật, các ngài đi đứng nằm ngồi, thực ra nó không có an chỉ định, nó không có pháp an chỉ định đó, nhưng mà nó vẫn có cái sự nhất thời định, bởi vì tâm của các ngài nó vẫn hiển bày cái sự bình lặng, cái sự bình lặng thưa quý vị, không có dao động, tuy đối tượng nó nhiều, tuy đối tượng là nó nhiều. Còn lúc các ngài muốn hưởng một cách trọn vẹn, hưởng một cách trọn vẹn cao tột của samadhi, lúc bây giờ các ngài chuyên chú vào trong một đối tượng duy nhất, một đối tượng duy nhất. Đây là cái ý nghĩa của bài học hôm nay thưa quý vị. Vì thế mà ở trong cái ví dụ thứ hai, ngài Sê Ná ngài đưa ra một cái hình ảnh cũng tương đối rõ. Tâu Đại Vương giống như một vị vua lao vào cuộc chiến đấu cùng với các đạo quân binh. Toàn thể thể đạo quân gồm có các con voi, các con ngựa, các cỗ xe và bộ binh. Có Đức Vua là vị dẫn đầu, có Đức Vua là vị dẫn đầu. Có Đức Vua là nơi hướng đến, có Đức Vua là nơi quy về, có Đức Vua là nơi tiến tới. Chúng di chuyển xung quanh Đức Vua, Tâu Đại Vương. Tương tự như vậy, tất cả các thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, có định là nơi hướng đến.
có định là nơi tiến tới. Tâu đại vương, định có sự dẫn đầu là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Và điều này cũng đã được Đức Thế Tôn ngài nói đến: này các tỳ khưu, hãy tu tập về định, vị đã có định nhận biết như thật, nhận biết như thật. Bởi vì nếu như mà tâm mình bình lặng đó, thưa quý vị, không có cái sự dao động, lúc đó trí tuệ nó sẽ hiển lộ sức mạnh của nó rất là dễ dàng. Cho nên chúng ta thường hay thấy cái sự tu tập của một người muốn phát triển phải rèn luyện về ba pháp, đó chính là giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ. Rồi, sư chấm dứt cái bài học hôm nay ở đây. Cái phần thời gian còn lại là sư cố tình sư dành cho quý vị, xem quý vị có cái gì mà chưa có được rõ ràng hay không. Mình học theo cách thức như thế này thì thật ra nó hơi chậm. Nó hơi chậm nhưng mà nó sẽ được nhiều hơn. Đâu nó cũng vào đó, thưa quý vị. Thà mình ăn một món nhưng mà mình ăn kỹ, mình thưởng thức một cách trọn vẹn, chứ còn mình ăn nhiều món mà mình ăn cái kiểu mà ăn hấp tấp á, thật ra nó được mang tiếng là ăn nhiều nhưng mà thật ra mình đâu có biết được cái hương vị của mỗi pháp có một cách, mỗi món một cách rõ ràng đâu. Cho nên thôi, thà mình ăn làm sao cho nó chất lượng. Rồi bây giờ xin mời quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con xin kính đảnh lễ sư Quy Niệm. Dạ bạch sư, con thấy theo theo nguyên như thấy bạch sư, con xin mời quý vị khác cho ý kiến. Tự vì hôm nay con thấy sư đọc một đoạn ngắn xong rồi sư giảng bài theo cách này thì nó rất là chậm mà nó rất là sâu và làm cho tụi con dễ hiểu hơn bạch sư. Con không biết quý vị ở trong room có thích cái cách này, cái cách mà sư mới thử nghiệm. Quý vị có thể giơ tay lên để cho ý kiến, để coi quý vị theo cái sự tiếp thu kiến thức về cái bài học ngày hôm nay đối quý vị thấy như vậy thì làm sao. Riêng về phần của con thì con thấy sư giảng như vậy rất là khúc chiết. Và bạch sư, khi sư giảng xong rồi sư đi sâu như vậy thì giống như hồi nãy sư nói là chậm mà chắc, còn hơn là ăn nhiều mà nó không có tiêu được hết bạch sư. Và trong khi chờ mọi người có cái ý kiến thì Nguyên Như có một cái câu hỏi. Hồi nãy con nghe sư dạy là khi mà mình để tâm như mình thiền, mình khi mình đạt được định đó bạch sư, thì khi mà mình nổi một cái tâm sân á, mình không có mất thiền, nhưng mà khi một cái tham dục nó khởi lên, hoặc là ít hoặc là nhiều, hay là tùy theo cái thể trạng của cái tâm tham dục đó xảy ra, cái đó là ý của sư nói là tham dục nó xảy ra tất cả với cái tất cả các giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý luôn, hay là tùy cái giác quan nào, và về cái khi mà tại sao là sân lại không có mất định mà dục lại mất định, sư có thể đi sâu vào một chút chỗ đó cho chúng con được hiểu rõ hơn bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Sa thú. Cô Nguyên Như cũng khéo hỏi. Nói chung là cái điểm này sư nghĩ rằng có một số những vị đã từng nghiên cứu về các chi pháp nhiều thì chắc các vị biết, nhưng mà điều này nó cũng hơi hơi lạ đối với các vị chưa có sự tham khảo nhiều. Quả thực như vậy, thưa quý vị. Quá trình của một người tu tập á, mới đầu á, các pháp như tứ hỷ lạc nó sanh khởi đầu tiên. Bốn pháp này nó dọn dẹp bốn cái pháp đối nghịch, cũng chỉ để củng cố cho tâm đạt được cái tình trạng gọi là an chỉ. An chỉ chỉ khi nào mà tâm đã đạt được vào cái trạng thái an chỉ
thì lúc bấy giờ nó mới có đủ công năng được xem như là áp chế được tham dục. À, áp chế được tham dục. À, cũng ví như là bốn vị quan hầu cận cho đức vua, à, dọn dẹp những cái pháp đối nghịch cũng chỉ để củng cố, à, cho đức vua ở trên cái ngôi vàng, ở trên cái ngai vàng được vững chắc. À, vì vậy, à, nếu như mà một trong số những vị quan mà có bị cáo lão từ quan hoặc là bị tử vong thì nó cũng chưa có cái gì ảnh hưởng đến, à, nó không có đủ sức để nó ảnh hưởng đến đến cái vương quốc đó được, bởi vì ông vua vẫn còn ngồi sờ sờ ở đó, ông vua vẫn còn ngồi sờ sờ ở đó. Chỉ khi nào mà ông vua bị băng hà hoặc là bị sụp đổ, bây giờ mới được xem như là sụp đổ hoàn toàn. Tương tự như vậy, đối với một vị hành giả khi mà đã đắc được định an chỉ rồi, có thể là sơ định, à, hoặc là nhị tam tứ, à, tứ thiền, thì lúc đó thưa quý vị, à, vị đó vẫn có thể khởi lên những cái tâm hoài nghi, à, những cái tâm hoài nghi vẫn có khởi lên những cái tâm trạo hối, vẫn có khởi lên những cái sân tâm, nhưng mà nó chưa hoại thiền được. Như trường hợp, à, quay trở lại trường hợp của Đề Bà Lạt Đa đó quý vị, mới đầu của vị đó đã có cái sự bất mãn, không có được hài lòng, à, đối với Đức Phật và Chư Tăng. Lúc bấy giờ vị đó chưa hoại thiền. Chỉ khi mà vị đó khởi lên cái ý niệm về dục vọng muốn thay thế Đức Thế Tôn trong việc lãnh đạo, lúc đó hoại thiền ngay lập tức, lúc đó hoại thiền ngay lập tức. À, cho nên đây là cái điều mà sư nghĩ rằng nó cũng tương đối nghe nó cũng hơi mới, nhưng mà quả thực là như thế, quả thực là như vậy. Còn, à, đối với, à, một vị khi mà đã đắc định đó thưa quý vị, dù cho khởi lên bất cứ những cái gì thuộc về tham dục về năm đối tượng giác quan, dù chỉ một tí xíu thôi, vẫn hoại thiền như thường, vẫn hoại thiền như thường, chứ không có nhất thiết là phải coi như là quá trời quá đất. À, như mình thường hay nghĩ rằng đối với, à, nữ nhân chẳng hạn, à, đối với nữ nhân, chỉ cần nghe âm thanh thôi thưa quý vị, nghe âm thanh của người nữ, à, nghe âm thanh của người nữ mà mình có cái sự thỏa thích trong đó thôi, thì cũng hoại thiền nữa thưa quý vị. Hoặc là mình thích về vị giác thôi, mình thích về vị giác thôi, cũng hoại thiền, cũng hoại thiền. Nói chung là, cái năng lực của một người mà áp chế được tham dục với thưa quý vị, nội tâm của vị đó rất là bình lặng, rất là yên tĩnh, à, rất là yên tĩnh. Nó có sức mạnh, à, khủng khiếp lắm, nó có sức mạnh rất là khủng khiếp. À, cho nên, à, chúng ta thấy rằng, à, nếu như mà mình, à, tu tập á, mà có được, à, cái sự thành tựu của an chỉ định đó, đó là một cái điều không có dễ dàng chút nào đâu. Đó là một việc không dễ dàng. Chỉ riêng đến những cái vấn đề như thế này thôi nè. Nội tâm của mình nó luôn có một cái thói quen là tìm kiếm năm dục, tìm kiếm năm dục. Đồng thời nó có những cái pháp chướng ngại khác nữa, như là cái sự dao động, cái sự phân vân lưỡng lự, không quyết đoán, đủ thứ trong đó. Nhưng nếu mà mình dẹp bỏ được những cái pháp đó, nó cũng là tương đối rất là khó ở trong những giai đoạn đầu tiên. À, lúc mà chúng ta hướng tâm đến, dễ gì mà mình có thể đạt được cái sự hướng tâm quan sát đối tượng một cách liên tục thưa quý vị. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng là khó rồi. Rồi, à, nói đến việc mà hướng tâm quan sát đến những đối tượng, à, đến đối tượng tu tập một cách thuần nhất, không có sự dao động và có cái sự hân hoan vui thích ở trong đề mục án xứ của thiền, làm khởi lên cái chi hỷ của thiền thôi là cũng là khó lắm rồi. Thông
mình ngon, thưa quý vị, mình chưa có nếm được cái hương vị của chi hỷ đâu. Chừng nào mà mình cảm thấy mà mình ngồi thiền mà mình cảm thấy mình có sự hân hoan, lúc bấy giờ mới được gọi là chi hỷ nó có hiển lộ sức mạnh. Rồi chưa kể đến chi lạc nữa, thưa quý vị, chi lạc nữa. Sự nhẹ nhàng, sự khinh an. Mình ngồi mình toàn thấy đau chân không? Mình ngồi mình thấy đau chân, hoặc là mình ngồi tâm mình không có chuyên nhất, tầm tứ nó không có sanh khởi liên tục trên một đối tượng theo như ý mình muốn, mình cũng cảm thấy nó bực bội nữa. Thì như vậy chi lạc nó hiển lộ, nó cũng là đã chuyện khó rồi, chuyện khó. Huống hồ gì nói đến samadhi, định. Vì vậy mà cái cảm giác của một người mà đạt được samadhi, thưa quý vị, cái sự an lạc đó nó hơn, nó thù thắng hơn cái an lạc đối với năm dục nó nhiều lắm. Cho nên có nhiều những vị làm vua, khi mà làm vua hưởng được cái dục lạc của thế gian vượt trội, thù thắng. Nhưng mà khi mà từ bỏ ngai vàng tu tập, ngồi dưới gọi cội cây, ngồi dưới cội cây, ăn mặc thì không có đẹp, không có người phục vụ, không có ăn được những món mà mình thích, nhưng mà các vị đó hưởng được cái sự nhẹ nhõm, sự bình lặng, sự lạc thú của thiền chứng, vị ấy vẫn thốt lên những lời cảm hứng, an lạc thay, an lạc thay, an lạc thay. Đó, chính vì vậy mà ở đây chúng ta nên nhớ rằng để đạt đạt được những pháp đó là cả một cái quá trình rèn luyện những cái thuộc tính của tâm, rất là tinh tấn, cố gắng. Và khi mà mình nếm được cái hương vị của nó, mình an trú được trong pháp đó, mình sẽ thấy được cái giá trị của nó. Và đời sống của một người mà có được thiền an chỉ, thưa quý vị, nó có một cái cảnh giới tâm linh khác đối với những người mà không có chứng được. Mình thì mình lấy năm dục không à, nhưng mà các tìm kiếm nuôi dưỡng cho cái sự hỷ lạc là thiền, là sự ly dục. Ly dục, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh đó, quý vị nghe trong kinh văn. Và đối với năm pháp thiền cái thì chỉ có tham dục mới đánh đổ được, mới đánh đổ được thiền chứng thôi. Có nghĩa là khi mà mình khởi sự vui thích, thỏa thích tìm kiếm những đối tượng của giác quan, lúc bấy giờ, ngay từ lúc đó là hoại thiền, hoại thiền. Còn bốn cái chi kia nó không có đủ sức mạnh. Lý do tại sao là vì như nãy sư đưa ra một cái ví dụ, giống như bốn cái vị quan, bốn vị này có thể thiếu được, bốn vị này có thể thiếu được. Và những cái pháp trở ngại khác đó, thưa quý vị, khi mà những phe đối nghịch khi mà nó có thể giết được những vị quan thần nhưng mà chưa có hạ gục được đức vua, là xem như vẫn cái quốc gia đó nó vẫn còn tồn tại, triều đại đó nó vẫn còn tồn tại, bởi vì sự hiện hữu của vị vua vẫn còn có đó. Chỉ khi nào mà đánh đổ được vị vua mới được xem như là sụp đổ. Rồi, bây giờ xin mời quý vị. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, Uy Như xin kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của Uy Như rất là tường tận ạ. Dạ, bây giờ con không có thấy bàn tay nào giơ tay lên để phát biểu ý kiến. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang có ý kiến gì về cái cách dạy mới của sư ngày hôm nay không? Xin Nguyên Trang giơ tay cho một vài ý kiến nha Nguyên Trang. Không biết Nguyên Trang có ở trước máy không ạ? Dạ chắc Nguyên Trang không có ở trước máy rồi. Dạ con kính bạch sư Thanh Tâm. Nếu mà xin sư bây giờ đã tới giờ rồi bạch sư, con xin sư chúc phúc cho đạo tràng trước khi con hồi hướng với chư thiên ạ. Con thân, xin kính thỉnh sư Thanh Tâm nếu mà sư có ở trước máy bạch sư. Dạ con nghĩ là ngài cũng không có ở trước máy rồi. Dạ
Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề qua ta sanh ti vi ha ra qua si ni thu bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình tam ma đa ni na pha quan tu phu chi ta so thân ca ron tê tha quy hà ra măng đà lê thề ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha e sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê la bu cha ye bi cha asam pha hoa san se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni gia ni căn tham hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu san kha văn tha tu chỉ răng sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha bồ la san khổ hồ tu sa măng go Hoa anh tha ya cha hi ta ya cha am he răng ca tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gua thân sam ba bu này ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc quá vui phước báo chúng con trong ngũ ngày lai. Quy Như xin một lần nữa trân trọng kính tri ân chư sư huy niệm đã giảng cho chúng con bài pháp rất hay cho ngày hôm nay, và xin trân trọng rất là cảm ơn chư vị đã vào lớp học pháp và hành pháp theo đức từ phụ Gotama. Và mai xin hẹn chư vị vào giờ của lớp học là từ 8 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi giờ Thịnh Đốn vào buổi tối cho tới 9 tháng giờ của Việt Nam. Ngày mai sẽ là ngày của Kinananda sẽ dạy cho chúng ta tiếp tục về vi diệu pháp. Quy Như xin một lần nữa trân trọng kính chào toàn thể chư vị ạ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.